Biết được Vân Sơn bị Tiêu Viêm biến thành Thiên Hỏa Tôn giả, phản ứng của Vân Vận như thế nào? Nếu như nói Huân Nhi là nữ thần trong lòng Tiêu Viêm, thì Vân Vận lại là một mối tình đầu của hắn. Hắn với Huân Nhi là khát vọng nhưng chưa có được, với Vân Vận là từng có được nhưng lại đánh mất. Đời này Tiêu Viêm chỉ luôn tràn ngập áy náy đối với Vân Vận, bởi quan hệ của bọn họ từ khi mới quen biết đến thiếu chút nữa biến thành kẻ địch. Thậm chí Tiêu Viêm còn giết chết ân sư của Vân Vận ngay trước mặt nàng. Tuy rằng Vân Sơn đáng hận, nhưng người này luôn đối xử với Vân Vận rất tốt, là người thầy cũng là người cha, luôn quan tâm chăm sóc nàng. Nhưng thù hận giữa gia tộc lớn hơn hết thảy, Tiêu Viêm đứng ở đỉnh cao của đạo nghĩa, Vân Sơn chết cũng không oan, mà thân thể đấu tông của người này lại được Tiêu Viêm bảo vệ khá an toàn. Tại Lạc Thần Giảng Trung Châu, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên bị Băng Hà Cốc truy đuổi, do Thiên Hỏa Tôn giả vẫn chỉ là thể linh hồn, mà để đối mặt với các thế lực mạnh mẽ ở Trung Châu, Tiêu Viêm cần có một đấu tôn cực mạnh đến bên cạnh mình mới an tâm. Do đó, hắn quyết định luyện một thân xác mới cho Thiên Hỏa Tôn giả. Âm Dương Mệnh Hồn Đan đã được luyện chế thành công. Tiêu Viêm mượn ánh sáng lóe lên, thi thể lạnh lẽo của Vân Sơn bỗng hiện ra trước mắt. Mặc dù thực lực của Vân Sơn không cao, nhưng dù sao ông ta cũng từng là cường giả đỉnh cao của đế quốc Gia Mã. Việc sử dụng thi thể của ông ta cho Thiên Hỏa Tôn giả cũng không làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Ban đầu, Tiêu Viêm định sử dụng thi thể này để hồi sinh Dược Lão, nhưng khi thực lực ngày càng tăng, loại thi thể này đã không còn được Tiêu Viêm coi trọng. Cứ coi như là việc luyện chế thi thể cho Thiên Hỏa Tôn giả này là một lần thử nghiệm. Cùng với sự chuyển động của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa trong tay Tiêu Viêm, thi thể của Vân Sơn được bao bọc trong đó. Tiêu Viêm hô lên: "Diệu Lão, hãy cho ta một phần sức mạnh linh hồn." Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả nhướng mày lấy ra một phần linh hồn. Tiêu Viêm nắm lấy rồi đem vào thi thể Vân Sơn. Thiên Hỏa Tôn giả lập tức sử dụng đan dược, tinh huyết ngưng tụ trên thi thể Vân Sơn, làn da trắng bờ của thi thể bắt đầu tràn đầy sức sống. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Vân Sơn chậm chậm mở ra. Lần trùng sinh này đã giúp cho Thiên Hỏa Tôn giả trực tiếp bước vào cảnh giới nhất tinh đấu tôn. Ngoại hình của ông ta đương nhiên cũng biến thành diện mạo của Vân Sơn, kề vai sát cánh bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn qua thì tưởng là Vân Sơn tông chủ trước đây của Vân Lam Tông, nhưng thực tế đã trở thành Thiên Hỏa Tôn giả. Lúc này Vân Vận đang cùng Nạp Lan Yên Nhiên ẩn cư tại Hoa Tông ở Trung Châu, nàng không hề hay biết về sự hồi sinh của vị ân sư năm xưa, cho đến khi bất ngờ nhận được toàn bộ truyền thừa của cựu tông chủ, thậm chí còn có lệnh bài của Hoa Tông. Các cao thủ của Hoa Tông không phục, không chỉ ép nàng giao nộp lệnh bài mà còn muốn Vân Vận giao ra cả đấu khí mà Hoa bà đã phong ấn trong cơ thể của nàng trước đây. Đối mặt với sự khiêu khích của Hoa Tông, Vân Vận buộc phải một mình chiến đấu, một khi thất bại, nàng sẽ phải bỏ mạng. Nạp Lan Yên Nhiên chứng kiến sự việc, âm thầm đến Tinh Vận Các tìm Tiêu Viêm. Lúc này Dược Lão đã phục hồi thực lực bán thánh, xung quanh Tiêu Viêm cũng đều là những cường giả đấu tôn, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể cứu sư phụ của mình. Nạp Lan Yên Nhiên thậm chí còn đặt cược tất cả, bất chấp sĩ diện để tới gặp Tiêu Viêm. Vừa hay lúc này, Thiên Hỏa Tôn giả đang ở bên cạnh Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy vị tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông thì không khỏi giật mình, nhưng nhìn kỹ lại mới nhận ra người này đã không còn là Vân Sơn nữa. Nàng kìm nén sự tò mò trong lòng, bắt đầu nói rõ ý định của mình với Tiêu Viêm. Kể từ khi đến Trung Châu, Tiêu Viêm luôn tìm kiếm tung tích của Vân Vận. Biết đối phương đang gặp nguy hiểm, hắn không có chút do dự, lập tức quyết định cùng Nạp Lan Yên Nhiên đến Hoa Tông. Có lẽ vì lo rằng Vân Vận sẽ nhớ lại những ký ức không vui khi gặp lại Vân Sơn, lần này Tiêu Viêm không đưa Thiên Hỏa Tôn giả đi cùng. "Cứ để Thiên Hỏa Tôn giả ở lại đây, ta sẽ tìm cách giúp ông ta phục hồi thực lực đỉnh cao." Dược Lão cũng lên tiếng khuyên nhủ. Nghe vậy Tiêu Viêm không còn do dự nữa, hối hả lên đường đến Hoa Tông. Và lúc Vân Vận đang bị tông chủ hiện tại của Hoa Tông làm khó và chuẩn bị một mình đối mặt, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ trên không. "Tiểu Vận Nhi, ta không đến muộn chứ?" Ngay sau đó, bàn tay của nàng được Tiêu Viêm nắm chặt. Gặp lại Tiêu Viêm trong tình huống này, Vân Vận cất lời nhẹ nhàng: "Tiêu Viêm, sao huynh lại đến đây?" Tiêu Viêm đáp lời: "Nàng gặp nguy hiểm, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?" Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Vân Vận đỏ bừng mặt. Tuy nhiên trận chiến sắp bắt đầu, nàng cũng không tiện giải thích nhiều. Thật nực cười, tông chủ Hoa Tông và đạo lữ vẫn không hề hay biết thực lực khủng khiếp của Tiêu Viêm lúc này. Tiêu Viêm dễ dàng chiến thắng cả hai, không chỉ hóa giải nguy cơ cho Vân Vận mà còn mượn danh nghĩa Tinh Vận Các giúp cho nàng đoạt lấy vị trí tông chủ Hoa Tông. Sau đó Tiêu Viêm còn giúp cho nàng phá giải phong ấn để cho Vân Vận thuận lợi bước vào hàng ngũ cường giả đấu tôn. Tuy về sau nàng biết được Vân Sơn bị Tiêu Viêm biến thành Thiên Hỏa Tôn giả, nhưng lúc ấy Vân Vận đã buông bỏ hận thù năm xưa. Tiêu Viêm đã làm cho nàng quá nhiều thứ, đủ để nàng quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Còn về vị ân sư Vân Sơn năm xưa và những ký ức đẹp đẽ ở Vân Lam Tông, nàng chỉ đành chôn sâu nơi đáy lòng.